Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của Đêm Thánh Vô Cùng của tác giả Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Hai người quen nhau lúc còn đi học, tuy chưa bao giờ cầm tay nhau để thổ lộ tâm tình, nhưng cả hai đều biết trời sinh hai đứa để cho nhau. Đã có thời Trọng Ngây Ngô nghĩ rằng mình sẽ chết nếu thiếu Phượng. Ngược lại, Phượng cũng đã nhiều lần nói với Trọng như vậy. Dĩ nhiên, hồi đó hai người còn trẻ. Rồi Trọng thi rớt tú tài đôi, Phượng khóc đến sưng mắt. Trọng miệt mài mấy tháng học lại bài để thi lần hai, nhưng vẫn rớt như thường. Phượng linh cảm được chuyện gì không hay, ốm nặng. Trọng bắt đầu biết uống rượu vào buổi tối hôm đi coi bản. Chàng lờ mờ nghĩ ra rằng cuộc đời mình kể từ hôm nay sắp bước vào một khúc rẽ quan trọng. Như nhiều người bình thường khác, chẳng ai muốn bỏ cảnh hậu phương ấm êm để lăn mình vào lửa đạn và sương gió làm gì. Nhưng Trọng nghĩ, nếu mình không được hoãn dịch thì đã làm trai sinh nhầm thời loạn, cũng nên mặc áo nhà binh một lần để làm tròn bổn phận, chưa chắc đi lính đã là đường cùng. Vì vậy, sau một tuần lễ nằm dài ở nhà giấu kín cái bản mặt thi rớt cho thiên hạ khỏi thấy, Trọng đã làm quen được và chấp nhận số phận của mình. Xuất hiện trở lại, chàng đến nhà thăm Phượng trước tiên. Người làm Trọng ngạc nhiên đầu tiên là bố Phượng. Ông nhìn Trọng bằng một cặp mắt khác xa lúc Trọng chưa thi rớt. Không thể đoán được, nhưng Trọng lờ mờ linh cảm rằng ông ta đã đặt rất nhiều hy vọng nơi Trọng ở trường học. Ông ta mơ tưởng gì nơi mình Trọng không biết, nhưng chắc chắn hình ảnh đó phải lớn hơn hình ảnh một thằng lính bộ binh nghèo đói, sống nay chết mai. Cái giá của sự thi rớt quả thật là kinh khủng. Phượng khuyên Trọng nên chạy giấy tờ giả để học thêm. Trọng lắc đầu, vì chàng biết có muốn chạy cũng chẳng có tiền. Phượng lại đề nghị Trọng đi lính nghĩa quân hay lính cảnh sát. Trọng chỉ lắc đầu cười cười, Phượng lại khóc đến sưng cả mắt. Ngày chia tay, Phượng bố trí để gặp Trọng một mình nơi nhà con nhỏ bạn. Nàng muốn tặng Trọng cái quý nhất của đời nàng là thân xác nàng, nhưng không hiểu vì sao Trọng đã từ chối món quà vô giá đó. Trọng nhất định không phải là thánh, nhưng từ thuở nhỏ, bản tính của chàng luôn luôn như vậy. Quan niệm sống của chàng là sống trọn vẹn, vui trọn vẹn. Sung sướng gì khi được vui vầy một cách chập giật trong chốc lát, để rồi có thể ngày mai có thể sẽ hối hận. Hai người nằm im bên nhau, Phượng cứ lặp lại câu nói, ngày mai anh đi rồi, đi thật rồi. Mắt nàng lúc nào cũng rướm lệ. Trọng để một tay cho Phượng dùng làm gối, tay kia đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Mắt chàng ngây dại nhìn lên khoảng trống trên trần nhà. Ngày mai anh đi rồi, đi thật rồi. Sao tiếng Việt lại có những câu đơn giản và buồn đến nát người như thế nhỉ? Trọng suy nghĩ. Rồi Phượng hỏi, sao anh không muốn Phượng? Phượng dâng hiến cho anh mà. Trọng xoay người, nhìn thẳng vào mắt Phượng, lời nói như muốn tắc nghẹn. Anh à, cảm ơn Phượng, nhưng anh không muốn lợi dụng Phượng. Nhưng Phượng yêu anh, Phượng muốn cho anh, mai anh đi rồi. Trọng lắc đầu khép đôi mắt lại, lòng chùng hẳn xuống làm như sắp khóc. Ừ, mai anh đi, nhưng làm vậy có ích gì đâu Phượng, lỡ có chuyện gì cả ba đứa mình đều khổ. Nghe Trọng dùng chữ ba đứa mình, Phượng không hiểu được nhân vật thứ ba là ai. Nhân vật ấy chưa hề có, chưa bao giờ xuất hiện. Hay là Phượng không biết nhưng cũng chẳng thèm hỏi. Trọng dụi điếu thuốc kéo Phượng sát vào người mình, chàng vừa vuốt tóc Phượng vừa nói nhỏ. Đừng nói chuyện đi nữa Phượng, chuyện đi nghe buồn quá, mình à, nói chuyện về đi. Ừ, vậy chừng nào anh về? Trọng nghẹn họng, khóa sĩ quan Thủ Đức cộng thêm khoảng thời gian ở quan trung và các trung tâm chờ đợi, sớm gì cũng mất hết một năm. Một năm tức 12 tháng, tức 365 ngày vắng bóng Phượng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Trọng đã thấy tê tái người.
Mình mà còn thấy tái tê thì Phượng chịu gì nổi, Trọng đành phịa. Vài tháng. Vài tháng là mấy tháng hở Trọng? Nhiều nhất là 6 tháng. Phượng ụp mặt vào ngực Trọng, giọng nàng lạc đi. Trời hỡi trời, tôi làm gì chúa hết 6 tháng trời không có Trọng đây hỡi trời. Trọng mím chặt môi, một cảm giác vừa sung sướng vừa buồn phiền dâng lên trong lòng chàng. Sung sướng vì câu nói ấy, chứng tỏ nàng yêu mình hơn chàng nghĩ. Buồn phiền bởi Trọng biết 6 tháng sau chàng cũng chưa thể trở về được. Rồi Trọng nghe được tiếng khóc nho nhỏ của nàng. Không có can đảm nằm nghe Phượng khóc, Trọng vỗ vào vai Phượng mấy cái rồi rút tay ra. Như một cái máy biết cử động, chàng từ từ đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Thành phố Nha Trang vừa lên đèn, tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường vọng vào phủ kín tâm hồn Trọng. Nghĩ ra một điều gì, chàng nhăn mặt lại. Lạ thật, bao nhiêu năm qua sinh ra và lớn lên ở thành phố này, Trọng có bao giờ thèm để ý đến những thứ tiếng động ồn ào này. Chiều hôm nay, tiếng động vô tri mà sao nghe thấy nó dễ thương chi lạ, dễ thương và đầm ấm lạ lùng. Trọng suy nghĩ rồi bỗng gật gù cái đầu, thì ra là hễ cái gì sắp mất cũng đều trở nên quý giá cả, từ cảnh vật cho đến con người. Trọng bắt chiếc ghế kê gần cửa rồi ngồi im lìm nhìn ra ngoài đốt thuốc lá. Suốt từ sáng đến giờ chàng đã đốt hết 5 gói rồi mà sao vẫn hút được mới là kỳ. Phượng cũng đã thôi khóc, đứng im sau lưng Trọng không biết từ lúc nào. Nàng nắm chặt lấy tay Trọng như cố truyền vào đó tất cả những nhớ thương của mình. Trước giây phút chia tay, Trọng quay lại, cố điểm một nụ cười, nhìn thật gần vào đôi mắt long lanh của Phượng. Đừng buồn quá Phượng, em phải nhìn vấn đề một cách lạc quan. Biết đâu chừng trong lúc khám sức khỏe, người ta sẽ tìm thấy một cái bệnh gì đó trong người anh, rồi đuổi cổ anh về, không cho đi lính nữa. Phượng hớn hở. Anh mà bệnh gì? Nghĩ ra một chuyện Trọng bật cười. Anh nghĩ chắc anh bị bệnh bất lực. Phượng có cảm giác là Trọng chỉ đùa với mình, nhưng vẫn nuôi một hy vọng nhỏ trong lòng hỏi dồn dập. Anh bị bất lực thật không? Hay anh chỉ đùa? Ê thì em nghĩ xem, nằm gần bên em hấp dẫn và ngon lành như thế kia suốt cả một buổi chiều, mà anh không thèm sơ múi gì hết. Cái này không gọi là bất lực thì gọi là gì? Đang buồn nẫu người mà Phượng cũng phải phì cười, đưa tay đấm vào vai Trọng. Gọi là ngu, anh này hay thật, chết đến nơi mà vẫn còn đùa được. Có lẽ Phượng yêu Trọng cũng ở cái tính lạc quan yêu đời và hay tếu này. Trọng tiếp. Ê, đùa thôi, nhưng biết đâu chừng ra trường rồi anh sẽ được đổi về lại Nha Trang, hai đứa mình lại sum họp mấy hồi. Phượng lại cười. Cái nhìn lạc quan thứ hai này có thể dễ chấp nhận hơn cái bệnh bất lực vớ vẩn. Ừ, Phượng nghĩ, tại sao mình không nhìn vấn đề một cách lạc quan hơn nhỉ? Nước mình bây giờ mỗi ngày có hàng trăm ngàn người ra đi, đâu phải ai cũng chết hết. Từ lúc nhỏ, anh học được một cách sống rất hay, đó là trong bất cứ một hoàn cảnh nào, mình cũng phải tìm cách nuôi cho mình một hy vọng. Ngày nào con người còn nuôi hy vọng, ngày đó cuộc đời còn đáng sống, đáng phấn đấu. Hai người ngồi nói chuyện mãi rồi cũng đến lúc chia tay. Phượng cầm hai tay Trọng, trung trung nhét vào đó một vật nhỏ bọc khăn mu xoa. Trọng dở ra xem, thì ra cái nanh heo rừng. Không biết cái nanh đã cũ bao nhiêu năm nhưng đã lên nước rất bóng loáng. Em đào đâu ra được thứ này vậy? Nanh heo rừng đó, linh lắm, của bố. Người ta nói ai đeo nanh heo rừng thì đạn sẽ bắn không trúng. Ngày xưa bố đi lính, nhờ nó mà đánh bao nhiêu trận không bị hề hấn gì. Trọng cười, chàng chẳng bao giờ tin những cái vớ vẩn như vậy, nhưng cũng hít hà ra vẻ mừng rỡ để Phượng vui lòng. Bố ai cho anh à? Phượng lắc đầu cười. Không, Phượng lấy trộm. Cái này để trên bàn thờ, quý lắm, sức mấy mà bố cho. Phượng lấy đại để cho anh, mong anh được bình an như bố. Rồi Phượng khóc. Mới đầu chỉ ấm ức nhưng rồi nàng khóc òa lên.
Suốt đời trọng chằn chưa bao giờ nghe nhiều tiếng khóc bằng buổi tối hôm đó. Bây giờ, ngón tay chạm chiếc nanh heo rừng, hình ảnh Phượng ngày nào lại trở về trong trí chàng. Dặn dò những điều cần thiết với Hoàng xong, Trọng dẫn lính xuống ngọn đồi tiến về phía làng thượng. Chàng ngạc nhiên khi nhận thấy lác đác đó đây trên con đường đất đỏ, có những đống đá xanh mới tinh vung cao. Tại sao lại có những đống đá xanh mới tinh chất bên đường như thế này? Trọng nhíu mày suy nghĩ. Tới gần hơn chút nữa, Trọng nhận ra một ngôi thánh đường vươn hẳn lên giữa những dãy nhà sàn lụp xụp. Tuy nhà thờ được cất bằng gỗ và gạch sơ sài, nhưng nhìn rất đẹp mắt, nhất là cây thánh giá trên nóc giáo đường. Nó to lớn vĩ đại như muốn ôm ấp hết cả cảnh núi rừng thanh tịnh ở chung quanh vào lòng mình. Đang còn suy nghĩ thì Trọng nghe được tiếng đàn hát nho nhỏ vọng ra từ trong làng. Tới gần hơn nữa, Trọng nhận ra tiếng hát đó là của một ban hát họp ca và hình như phát ra từ một căn nhà lợp mái tranh ở bên cạnh ngôi giáo đường gần phía ngoài làng. Tiếng hát vang lên khi trầm lúc bổng, khi nhẹ nhàng lúc dồn dập, giữa một nơi đồng không mông quạnh, làm mọi người đều thấy thích thú. Thật là một bất ngờ thú vị, ai lại ngờ có thể nghe được những tiếng hát mà lại là tiếng Việt Nam phát ra từ trong một buông thượng. Bài hát này Trọng nghe thấy quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra. Rõ ràng điệu nhạc là một điệu giật gân, hình như cha 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 thì phải, nhưng lời hát lại là một bài hát đạo. Trọng nghe câu được câu mất nên càng để ý lắng tai nghe. Cánh cổng làng chừng vài trăm thước, Trọng cho lính dừng bước đứng yên quan sát một vòng, và những điều Trọng nhìn thấy và ghi nhận từ sáng đến giờ chứng tỏ tình báo của sư đoàn nói đúng. Việt Cộng rất có thể kiểm soát ngầm được khu làng này, trong khi đó quân ta bị bó tay. Giờ này làng có vẻ vắng, hình như người lớn đi làm rẫy chưa về, một đám con nít trần truồng đang nô đùa. Nhìn thấy người lạ mặt liền ùa tới, nhưng không dám ra khỏi làng, chỉ đứng xa xa ngó. Đó đây một vài con trâu con bò nằm im lặng một cách nhàn nhã. Trọng vẫy tay chào bọn con nít rồi quay sang bảo người tiểu đội trưởng đi theo mình. Như tôi đã nói hồi sáng với anh em, cái làng thượng này không giống bất cứ cái làng nào mà mình đã hành quân qua. Các anh mà làm bể một viên gạch thì ngày mai nó kiện tới dinh độc lập. Bây giờ mấy anh ở ngoài này chơi, để một mình tôi vào làng thăm cha xứ. Người tiểu đội trưởng nhìn Trọng ái ngại. Chung quý nên dắt theo vài người, lỡ có chuyện gì à? Trọng cười, tráng pha trò một câu cho không khí bớt căng thẳng. Ông có nghe được tiếng hát lúc nãy không? Chẳng có gì đâu, Việt Cộng đâu có hát hay như vậy được. Nói xong, Trọng cởi dây đeo súng con của mình đưa cho người hạ sĩ quan mang máy. Ông trực máy ngoài này, có gì chạy vào kêu tôi. Mấy ông cứ tản mát ra đi ngắm trời ngắm đất cho vui. Nhưng phải luôn luôn đề cao cảnh giác và nhớ kỹ lời tôi nói, không được động đến một ngọn cỏ của cái làng này. Trung quý lặng cây con theo cho chắc ăn trung quý. Không, khách lạ đến thăm một nơi mình chưa quen biết mà trang bị súng ống đến tận răng thì khó mà gây được cảm tình. Hơn nữa, nếu có Việt Cộng trong làng thì một cây con cũng không bắn lại chúng nó. Rồi, bây giờ anh em tản mắt ra đi, nhớ đừng có gây sự với ai cả. Trọng xoay người, ước lượng khoảng cách từ chỗ chàng đứng đến căn nhà tranh có tiếng hát phát ra, rồi chậm chậm bước tới. Chàng ráng làm ra vẻ nhàn nhã tỉnh táo, như một người du khách đi dạo, nhưng tim vẫn đập lên từng hồi, mồ hôi ở trán và ở cổ rịn ra. Trọng ráng không nghĩ đến cảnh ở một căn nhà sàn nào đó, tự nhiên mọc ra một họng súng AK nhắm vào người chàng nổ ròn rã. Chết mà không cầm được cây súng trong tay để bắn lại kẻ thù gọi là chết ngu. Hình ảnh đó làm Trọng giật mình. Mình ngu thật, hết chuyện làm rồi, tại sao lại quyết định khơi khơi vào đây một thân một mình như vậy? Tại sao mình lại có thể ngu dại như thế nhỉ? Hay bây giờ rút lui cũng còn kịp? Bước chân Trọng trở nên chậm lại với ý nghĩ này, nhưng đã mang danh là cọp đen, ai lại bỏ cuộc nửa chừng như vậy? Lính tráng sẽ đồn rầm lên là ông thầy lạnh cẳng, đi nửa chừng đổi ý, không dám vô làng. Trọng hiểu chuyện mua danh ba vạn bán danh ba đồng xảy ra rất thường,
nhưng làm người ai lại chẳng sợ chết. Chàng bị dằn vặt giữa hai quyết định, không chọn được nhưng cặp chân vẫn từ từ cất bước, những bước chân nặng chịu đúng nghĩa. Ngay lúc ấy, từ căn nhà mà chàng đang lấy hướng đi tới, vẫn ra tiếng hát, âm thanh huyền bí quyến rũ và an hòa, như một điệu nhạc đến từ cõi trời cao thâm thẳm. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Tự nhiên trọng thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm, một niềm hạnh phúc lân lân không cắt nghĩa được từ đâu phủ kín trái tim chàng. Trọng thấy ngất ngay trong tiếng nhạc, chân cất bước mạnh dạn, chẳng còn thấy e dè sợ hãi gì cả. Càng tới gần, tiếng hát càng trở nên rõ ràng, thanh thoát. Và trọng chợt khám phá ra vì sao tiếng hát đã làm cho chàng lấy được sự tự tin, sự bình an trong lòng. Đây là bài hát Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô mà thuở nhỏ chàng rất thích. Mỗi lần đi lễ nghe người ta hát bài này, lòng trọng luôn luôn như muốn chảy ra. Rồi trọng nghĩ tiếp, quái lạ, bài này là một bài hát chậm, rất chậm. Không hiểu ai lại biến chế để hát nhanh như vậy, hay cả nước bây giờ đang hát mau như vậy cũng nên. Trọng suy nghĩ, có lẽ lâu quá mình không đi nhà thờ, nên không biết đến những thay đổi. Trọng đứng ở trước căn nhà phát ra tiếng hát mà không ai hay biết. Từ ngoài nhìn vào, chàng nhìn thấy một người mặc áo chùng đen xây lưng cầm cây đờn đứng giữa một đám thanh thiếu niên, đứng ngồi ngổn ngang, trọng lặng thinh theo dõi. Nào, bây giờ chúng mình vô lại nha. Nhớ nghĩ một xem ở chỗ đó, chỗ đó. Ê, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Lạy Chúa Tự Nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Chắc, chắc, trình, trình, trình. Chắc, chắc, trình, trình, trình. Trọng cười, chàng đã đoán không sai. Chắc, chắc, trình, trình, trình là điệu cha, cha, cha. Tiếng hát tiếp tục vang lên dồn dập. Trọng đứng ngay người giữa trời, gió cao nguyên của buổi trưa mùa đông thổi vi vu nhẹ nhàng, như quyện với tiếng hát để phủ kín lấy người chàng, thấm sâu vào trong từng thớ thịt, từng khúc xương, từng tế bào. Một bài hát chậm hát mau mà không ngờ hay như vậy, làm lòng chàng như bay vút lên cao. Tự nhiên, trọng thấy mình không còn là một cọp đen lừng danh đánh giặc tới nhất của sư đoàn 23 bộ binh nữa, mà là một cậu học trò Nguyễn Văn Trọng bé bỏng ngày nào của thuở học trò, của những ngày sanh vô tội, của những ngày quê hương còn thanh bình, yên ấm. Tiếng hát lại vọng ra nhịp nhàng ấm cúng. Bị lôi cuốn bởi tiếng hát, trọng từ từ tiến tới đứng sát bên cửa lúc nào mà không hay. Chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy người mặc áo chùng đen là một linh mục người Việt Nam rất trẻ, chắc chỉ hơn chàng chừng 5 tuổi là cùng. Vậy còn ông cố đạo Tây khó tánh đã làm điên đảo dinh độc lập như lời ông trung đoàn trưởng mô tả đâu rồi nhỉ? Trọng thấy mừng vì mình đã quyết định một thân một mình vào đây. Ít nhất, cho đến giờ phút này, chàng thấy làng này cũng bình thường như đa số làng khác. Nghĩ đến người linh mục trẻ tuổi ở một xứ đạo người thượng hẻo lánh, trọng tự nhiên thấy thương ông ta. Trẻ tuổi hát hay như vậy, mà phải trong đời mình ở một nơi như thế này, thì chắc là buồn lắm. Trọng nhớ đến cũng hình ảnh này của các ông cha khác, nơi những vương cung thánh đường nguy nga đồ sộ, với những ca đoàn viên ăn mặc sang trọng và đẹp như tiên nữ. Những tiên nữ đi tập hát có tài xế chở bằng xe Mercedes, xe Hoa Kỳ mới tinh bóng lộn. Hết bản nhạc, biết có khách đứng ở ngoài, người linh mục nói vài điều với các em ca đoàn rồi bước ra tiếp trọng. Nụ cười chân thật tươi tắn của vị linh mục nở dưới gọng kiến trắng dày cộm, làm trọng có cảm tình ngay từ phút đầu tiên. À, chào ông. À, xin lỗi. Chào Trung Quý. Tôi là Cha Thanh. Còn biết gọi mình là Trung Quý thì chắc chưa đến nỗi nào. Trọng đứng nghiêm chào rồi đưa hai tay bắt tay Cha Thanh. Kính chào cha, con tên là Trọng. Cha cứ gọi là Trọng, ca đồng của cha hát hay quá.
Cha Thanh cũng đưa hai tay ra bắt lấy tay Trọng. Ha, anh quá khen, tôi ráng tập cho kịp để chúng nó hát lễ Noel đấy mà. Trọng dùng bài hát làm đề tài để bắt chuyện. Thưa cha, lúc nhỏ con đi nhà thờ cũng nghe bài hát này hoài, nhưng người ta hát khác. Cha Thanh bước ra khỏi nhà, cười hành hạch sảng khoái rất tự nhiên. Ha, anh cũng có đạo à, thế thì tốt quá. Anh nói đúng, bài Kinh Hòa Bình đúng ra phải hát chậm. Nhưng các em đề nghị fantasy ra như vậy, tôi hát thử thấy hay nên tập cho các em hát luôn. Cha Thanh cởi mở và hồn nhiên thật, mới nói chuyện mà chàng thấy như hai người đã quen nhau lâu lắm rồi. Trọng cười hỏi tiếp, cha làm vậy không ai sợ mất vẻ nghiêm trang à? Cha Thanh lắc đầu. À, Thiên Chúa quyền uy cao cả, ngài không chấp nhất những chuyện nhỏ mọn. Cha hút thuốc. Cha Thanh tỉnh bơ đưa tay rút một điếu thuốc do Trọng mời, không người mồi lửa. Cảm ơn anh, sáng giờ cũng đang thèm thuốc. Cha đóng ở đây lâu chưa? Cha Thanh cười. Đúng ra sứ đạo này do một ông cha người Pháp trông coi. Ông ta về Pháp nghỉ lễ 2 tháng nên tôi được cử về đây tạm thời thay thế. Nhà sứ tôi cũng ở đây không xa, trong thị xã Công Tâm. Mặt Trọng trở nên hấn hở, thì ra vậy. Một thắc mắc trong đầu Trọng đã được giải quyết thỏa đáng. Cha Tây khó tính vắng nhà, cha Việt Nam dễ thương thay thế tạm, vậy thì mình phải khai thác mới được. Như đọc được những ý nghĩ trong đầu Trọng, cha Thanh cười hỏi, anh đến đây chơi hay có việc gì không? Trọng không biết trả lời sao, khó nói quá. Chẳng lẽ lại nói huệch tẹt là cha biết chúng nó giấu súng ở đâu không? Hay làng này có chứa thằng Việt Cộng nào không? Cha Thanh biết Trọng đang bối rối bèn hỏi. Anh uống cà phê, nếu rảnh mời anh lên nhà ngủ. Tôi mời anh một ly cà phê, mình nói chuyện chơi. Còn gì bằng, Trọng hân hoan nhận lời. Đám thanh thiếu niên đoàn hát bây giờ đã ùa ra ngoài. Chúng nó khoảng 10 đứa, một nửa là Việt Nam, một nửa là Thượng. Trọng để ý thấy đám thiếu niên người Thượng ăn mặc bảnh bao hơn đám Việt Nam nhiều. Đứa nào cũng quần jean, áo nhập cảng từ ngoại quốc. Còn Việt Nam chỉ mặc quần đen nội hóa với những chiếc áo trắng đã ngả màu. Cha Thanh bảo chúng bằng tiếng Việt trước rồi phụ đề tiếng Thượng sau. Cha có khách tới bất ngờ phải tiếp, chúng con chuẩn bị xe bò để chở cha, lát nữa cha xuống chúng mình đi. Cha xứ Tây ở một căn nhà gạch rất tiện nghi với phòng ăn, phòng ngủ và cầu tiêu đầy đủ. Phần thứ 2 đến đây đã chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ 3.